Thưa quý vị và các bạn, chưa bao giờ vấn đề về quản lý sản xuất rượu thủ công trên địa bàn tỉnh lại nóng như hiện nay. Liên tiếp hai vụ ngộ độc rượu xảy ra chỉ trong khoảng thời gian ngắn, từ đầu năm đến nay làm 3 người tử vong, đều được ngành y tế chẩn đoán là do uống phải rượu giả pha cồn công nghiệp methanol. Điều đáng nói, cả hai vụ ngộ độc gây tử vong này đều liên quan đến cơ sở sản xuất rượu đất lúa có địa chỉ tại Trương Xá, xã Toàn Thắng, huyện Kim Động, khiến người tiêu dùng giật mình, lo sợ, hoang mang, làm giảm uy tín và giá trị thương hiệu truyền thống của làng nghề. Là hộ gia đình sản xuất rượu truyền thống hơn 40 năm nay, gia đình ông Nguyễn Văn Nhanh, thôn Trương Xá, xã Toàn Thắng, huyện Kim Động, trung bình mỗi ngày nấu một nồi khoảng 30 đến 40 lít rượu, cung cấp ra thị trường. Rượu gia đình ông Nhanh nấu là rượu nếp cái hoa vàng, ngon nổi tiếng trong thôn. Nhưng từ khi có thông tin một số cơ sở làm rượu giả gây ngộ độc tử vong đã ảnh hưởng rất nhiều đến mức tiêu thụ rượu của gia đình ông. Các cơ sở sản xuất lẩu rượu kia nó rất ảnh hưởng đến chúng tôi. Chúng tôi đề nghị tức là các cơ quan chức năng vào cuộc để làm cho cái rượu truyền thống của chúng tôi được mọi người tin tưởng. Cùng chung cảnh ngộ với ông Nhanh, hộ gia đình bà Nguyễn Thị Hạnh, người cùng thôn cho biết, trước mỗi ngày gia đình bà nấu hàng tạ gạo, giờ vài ngày mới bán hết một nồi vài chục cân. Nguyên nhân là do ảnh hưởng của một số cơ sở sản xuất rượu không tuân thủ những quy định, gây ảnh hưởng uy tín, thương hiệu của làng nghề. Làng nghề chúng tôi thì nó lâu rồi, tôi nấu rượu thì là năm nay là đi từ năm 86. Thế như đến giờ coi như là vì cái ảnh hưởng cái rượu làng nghề cho nên là chúng tôi coi như là bán bây giờ nó cũng không được chạy như ngày xưa, đun nấu cũng hạn chế. Trước kia đun ngày độ tạ gạo thì bây giờ khi chỉ đun được 20-30 cân thôi, mà bán rượu cũng chẳng được là bao nhiêu thôi cả. Đề nghị chính quyền các cấp coi như làm nào lấy lại cái sự công bằng cho chúng tôi. Toàn thôn Trương Xá có khoảng trên 100 hộ nấu rượu. Nấu rượu không chỉ là nghề nuôi sống mà còn là văn hóa, hồn vị của những người dân làng Trương Xá. Các cấp các ngành rất quan tâm đến việc quản lý và phát triển thương hiệu và chất lượng rượu Trương Xá. Đặc biệt năm 2017, rượu Trương Xá được Cục Sở hữu trí tuệ cấp giấy chứng nhận đăng ký bảo hộ nhãn hiệu chứng nhận rượu Trương Xá. Thời gian qua, bên cạnh những cơ sở vì chạy theo cái lợi trước mắt và ham làm giàu nhanh, tự pha chế rượu từ cồn công nghiệp, sử dụng hóa chất và màu thực phẩm để tạo màu sắc và hương vị cho rượu, bán ra thị trường với giá rất rẻ, làm giảm uy tín và giá trị thương hiệu truyền thống của làng nghề. Hiện trong làng vẫn có các cơ sở sản xuất giữ nguyên quy trình nấu rượu truyền thống, vẫn sử dụng chum sành, nồi đồng, bếp chấu, men tự làm để nấu rượu. Mỗi nồi rượu một ngày cũng chỉ được từ 5 đến 6 lít rượu. Địa phương thì cũng đã có một số hộ đang sản xuất rượu cũng rất là đảm bảo về chất lượng. Trong đó thì cũng có một số hộ thì chưa được đảm bảo, thì cũng rất mong là các cấp về chuyên môn thì cũng làm sao làm sáng tỏ được cái sự việc để lấy lại cái tên tuổi của làng nghề. Có thể nói rượu Trương Xá Tương Bần là hai trong số nhiều sản phẩm đặc sản gắn liền với địa danh Hưng Yên, tạo nên nét giá trị văn hóa đặc trưng cho mảnh đất phố Hiến. Gìn giữ, phát triển và bảo tồn những giá trị truyền thống luôn là trăn trở của những người con Hưng Yên. Cơ sở sản xuất rượu giả kém chất lượng chỉ là những con sâu làm dầu nồi canh, không phản ánh được hiện trạng của làng nghề rượu truyền thống Trương Xá.